Ok lô anh em, nhìn nhanh thị trường chứng khoán ngày 18 tháng 11 năm 2024. Như vậy là thị trường ta sáng ra lại máu tươi máu tiếc là đổ hết rồi, đúng không? Thị trường buổi sáng giao dịch với cái ngưỡng giảm khoảng gần 10 điểm, 0,75%. Như vậy đây là phiên nếu mà nói là giảm nhanh, giảm sốc thì đây là một phiên giảm thứ ba liên tiếp rồi, đúng không? Thắp cho ba cây tương đối là đẹp đấy. Uh, thị trường thì với cái thanh khoản khoảng 6.000 tỷ uh, khối lượng khoảng 250 triệu cổ phiếu đây cũng là một cái mức thanh khoản mà mình nghĩ rằng là nó ở ngưỡng tương đối nha yeah. chứ không phải là ngưỡng cao uh, đây là một ngưỡng trung bình thôi có thể là chiều nay chúng ta giao dịch đâu đó khoảng 15 17 nghìn khoảng đó nếu mà cứ với cái đà tiếp tục nó dí như thế này thì chắc là chúng ta cũng sẽ có những cái sự hoảng loạn nhất định đấy hai phiên trước thì chúng ta có bán tháo có bán tháo, có bán tháo mở gáp là có bán tháo rồi nhưng hoảng loạn thì phải có những cái cổ phiếu nó nằm sàn cơ. Ví dụ hôm nay là mình nghĩ sẽ có sự hoảng loạn đấy. Tại vì hôm nay mình thấy uh, kinh Bắc là đang có tín hiệu là muốn sàn lấp lại gap này Đúng không? Khi mà chạm lại em 200 Kinh Bắc thì giật lại em 200 Đang có tín hiệu là lấp lại gap Đúng không? Còn này khả năng sẽ tạo hoảng loạn này Mở lưu này Khả năng cũng sẽ tạo hoảng loạn thị trường này Tại vì là những cái đợt trước thì chúng ta thấy là giảm khoảng 23%, trăm thôi Thì nó chưa thể nào nó kích hoảng loạn được Nhưng mà nếu mà có cổ phiếu sàn Nó sẽ kích cái hoảng loạn của thị trường đấy nhá Cái đấy là cái mà anh em cũng lưu tâm sáng nay thì mình cũng chia sẻ với anh em nhanh đó là tuần đáo hạn vn index về vùng quá bán đây này anh em xem về thị trường một chút nhá đó là các chỉ báo của chúng ta này anh em xem máy bi này về đáy này đây, tất cả đều về đáy tháng 4, tháng 7 lần trước này rsi về vùng quá bán này index về vùng quá bán nhá index về vùng quá bán chúng ta chỉ chờ xem là thị trường nó cầu nó đẩy vào như nào thôi nhá anh em nên chú ý có một vài cái mình nói ngày hôm qua đó là chú ý sự tạo đáy của nhóm banh nhóm này thì ngưng rơi thì thị trường sẽ không rơi nữa đấy thì anh em phải hết sức lưu ý hôm nay thì có một vài cổ phiếu chứng khoán những nghĩa hôm trước rơi rồi hôm nay bật hồi thôi còn anh em phải theo dõi sự tạo đáy của nhóm banh này thì ctg này liệu nó có tạo đáy được quanh đây không acb liệu về ma 200 này có bật không đấy, hay là mb liệu có tạo đáy được không tại vì vẫn loanh quanh khu vực này rồi tech đấy tech có bật không chứ hôm nay thấy bắt đầu tiên phong là chơi này Tiên Phong là bắt đầu chơi rồi Thì vì bọn banh bây giờ đã khoảng 10-15% điều chỉnh rồi Tương đối nhiều đấy cả nhà Với banh là 10-15% lấy kinh ấy Tiên Phong là khoảng gần 15% Banh điều chỉnh khoảng 10-15% là kinh đấy. Mặc dù mình banh bủng cái thứ là mình cũng không khoái lắm đâu Nhưng mà với mình là giảm như thế này là cũng ác đấy Không liệt đấy chứ không phải không đâu Với banh như vậy là đây, Vietcombank cũng về mấy 200 này HD Bank cũng về mấy 200 này STB e thì chưa, STB e chưa, ETB thì mới rơi sau, đúng không? MSB cũng vậy này Quanh em 200 hết rồi Liên Việt thì chưa đúng không VIP thì cũng quanh đây rồi đúng không? Bit cũng vậy Cũng về đến đáy cũ rồi Thậm chí là còn tí nữa còn lấp gáp lại 44 nơi rồi Dã dạ mà, đúng không Dí tiếp cho anh em phát nữa Vẫn dí tiếp cho anh em phát nữa Chắc chắn là có sự hoảng loạn đấy Tại vì là Kinh Bắc là bắt đầu có tín hiệu là sàn rồi Là tỷ lệ hoảng loạn là có chứ không phải không Mà WG nó mà rơi tiếp nữa thì sẽ có hoảng loạn xảy ra nhé anh em nhé Anh em lưu ý Ok có thể là thị trường nó phải kích một chút hoảng loạn thì khả năng nó mới sẽ có một cái nhịp hồi tương đối được ờ, trước mắt thì mình nghĩ rằng nó sẽ có một cái nhịp hồi bật lên xong rồi anh em sẽ tính toán xem là nó như thế nào đã xem là nó hồi như thế nào còn để mà tạo đáy thì mình nói anh em rồi nó phải có một cái phiên lên này. tất cả lên hết tức là một pha trần tím hàng loạt sẽ xác nhận tạo đáy uy tín đấy là cái số 2 mình có nhắc anh em chắc là khi mà thị trường nó mở biên rơi nó ngửa bài rồi khi mà gãy xuyên thủng có một hai bốn x là chắc chắn là ngửa bài rồi không còn cơ chân bàn nữa mà đã rơi trực tiếp rồi cứ dí 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 đến pha cuối thì thường nó tọp tọp phát những cái pha tọp tọp đấy mà nó muốn tạo đáy được thì nó phải có một phiên trần tím hàng loạt cơ hoặc là anh em thấy là nó trần tím cơ số đấy, sau khi phiên có một cái phiên đó xong thì bắt đầu nó mới retest đáy đúng không nó hồi phục lên ví dụ nó hồi phục lên như này xong nó retest lại đáy xong bắt đầu nó mới lên nó tích lũy lại khu vực này đấy thậm chí là nếu mà rơi sâu nó còn hồi hình chữ v xong bắt đầu tích lũy trên này xong này đánh tiếp đấy thì nó kiểu kiểu như vậy thì nó sẽ mất thời gian là như thế thì chúng ta cùng xem, xem là khi mà thị trường nó rơi nhanh như thế này thì lúc hồi chắc chắn là nó sẽ hồi nhanh rồi nhá khi mà rơi nhanh như thế này tỷ lệ hồi là hồi rất nhanh hồi rất nhanh cái đấy là cái mà anh em lưu tâm thị trường tạo đáy thì khả năng tất cả nó sẽ lên hết trong một hai tuần thì bắt đầu nó mới phân hóa cơ thì sóng ngành nó mới lộ diện chứ còn khi mà thị trường tạo đáy xong ví dụ có những phiên trần tím xác nhận xong thì mình nghĩ rằng các ngành lên hết tại vì các ngành đều giảm đồng đều thì các ngành sẽ lên hết Đấy, tin tức giai đoạn này thì nó là vô nghĩa thị trường giảm thì tin nào là tin xấu tin tức đoạn này thì nó vô nghĩa anh em nhé đô la các thứ các thứ vô nghĩa hết thị trường giảm rồi thì tất cả mọi tin thì đều đã được chiết khấu muốn mua thì anh em cứ tập trung là một banh một chứng khoán một bất động sản một thép và một cơ bản hoặc ngách tức là tổng anh em có khoảng 5 cổ năm cổ nếu anh em sai tài khoản nhỏ thì anh em khoảng 3 cổ khoảng đó giải ngân thì anh em giải ngân chắc chiêu từ từ tùy các mốc chiết khấu còn nếu không thì phải chờ tạo đáy hẳn một phiên trần tím rồi mua ví dụ như mình thì mình đi thì thường mình sẽ giải ngân kiểu từ từ mình giải ngân kiểu từ từ ví dụ hôm trước mình có có nói với anh em là mình có bắt một chút hcm đấy ở khu vực 26 26 264 này bắt một chút đấy nếu mà có giảm tiếp thì mình bắt tiếp chứ còn nếu mà anh em mà cứ phun vào những cái vị thế đấy thì tốt nhất anh em nên muốn đánh phun anh em nên chờ phiên trần tím của thị trường anh em hãy phun còn nếu anh em muốn bắt từ từ thì anh em phải đi vốn là chuẩn nhá không đi vốn chuẩn là lúc mà anh em không còn tiền anh em bắt đâu thì đấy là cái mà anh em lưu ý Yeah. hòa phát vào phiếc này cũng tương đối là ok này nếu mà anh em bắt dần này gáp 252 này 258 này khu vực này yeah. có vị thế một chút đi 5% nát đúng không nó giảm đến mua 5% mỗi lần anh em cứ mua 5% thôi không cần mua nhiều bất động sản thì ngày hôm nay mình thấy tương đối khỏe đấy bất động sản thì đợt rồi nó neo tương đối tốt neo tương đối tốt đấy cái đi hát cái vẫn quanh vùng đáy này đất xanh nó chiếc này không biết là thị trường nếu mà thị trường rơi tiếp thì chắc là bọn này đi hết mấy con cơ bản cơ biết mà đợt rồi nói chung là xanh trước thị trường các thứ cũng tèo, ví dụ thằng khu công nghiệp anh em xem nó tèo thì chắc là cụ tèo hết, kinh bắc và dí sàn này. Kinh bắc là chắc lấp gáp rồi, lấp ngày ok rồi, nay sàn là lấp rồi. Thì SSC cũng đi đúng không? Đấy, mấy con đợt rồi mà mà anh em bảo ngon thì chắc là tèo hết, đúng không? SSC anh dí một cây về tầm 40. Đấy, hôm trước thì anh em cứ lo nó không test lại, giờ test lại chưa chắc đã ra mua đâu. Nói thế chứ ngày hôm nay mua là rén phết đấy ngày hôm nay mua là tương đối rén ấy chứ không phải là không đâu anh em ạ à. nhá yeah. nay mà anh em bảo mua là anh em khéo anh em chửi cho ấy hơi rén đấy nhưng mà mình chắc là về chiết khấu thêm một chút thì mình lại làm thêm một tí yeah. thị trường này thì nó có thể hồi bất kỳ lúc nào đấy tại vì tất cả mọi chỉ báo nó đang về quá bán rồi nên là nó có thể hồi bất kỳ lúc nào ở nhà nhé hồi bất kỳ lúc nào luôn đấy yeah. kể cả vn 30 luôn đấy, anh em nhìn này, vn 30 này anh em bảo nó về quá bán rồi trước mắt nó sẽ hồi bất kỳ lúc nào luôn còn không biết mình không biết là chiều nay hay là chiều mai hay như thế nào thì mình không rõ nhá yeah, cái đấy thì cái này phải tùy các anh quyết thôi nhưng mà với cái chỉ báo kiểu này nó hồi bất kỳ lúc nào luôn hồi bất kỳ lúc nào đấy vì thế nên cả nhà lưu ý tỷ trọng thì cả nhà cứ duy trì khoảng 50 50 hoặc là 70 30 là ok nhá yeah. còn tùy anh em muốn mua sớm hay là mua muộn mua sớm thì mình chỉ anh em cách đi vốn đấy, đấy còn nếu anh em muốn mua muộn thì nên chờ một phiên xác nhận trần tím toàn bộ thị trường thì lúc đó anh em mua nó sẽ yên tâm hơn đấy Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà sức khỏe và đầu tư thành công. Hẹn cả nhà buổi live tối nay trên YouTube và TikTok của anh Lương Vị. Bye bye.